Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên ngay trong tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả bồ thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà hành tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn bốn tịnh lự, nên ngay trong bốn tịnh lự nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu bốn tịnh lự, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu bốn tịnh lự, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nên ngay trong bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc,
nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn bốn niệm trụ, nên ngay trong bốn niệm trụ nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu bốn niệm trụ, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu bốn niệm trụ, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nên ngay trong bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo,
nhiếp thọ tất cả các môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghề mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo, cho nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn pháp môn giải thoát không, nên ngay trong pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghề mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu pháp môn giải thoát không, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện đại Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nên ngay trong pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện,
nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn thánh đế khổ, nên ngay trong thánh đế khổ, nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà an trụ thánh đế khổ. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà an trụ thánh đế khổ, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn thánh đế tập diệt đạo, nên ngay trong thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa mà an trụ thánh đế tập diệt đạo. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà an trụ thánh đế tập diệt đạo. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà an trụ thánh đế tập diệt đạo. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà an trụ thánh đế tập diệt đạo.
nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không tròn thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tính, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn tám giải thoát, nên ngay trong tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tu tám giải thoát. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu tám giải thoát, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu tám giải thoát, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì muốn viên mãn tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nên ngay trong tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni
mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả năm lại mắt, sáu phép thần thông, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc, mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì muốn viên mãn tất cả pháp môn tam ma địa, nên ngay trong tất cả pháp môn tam ma địa, nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà tu tất cả pháp môn tam ma địa. Nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà tu tất cả pháp môn tam ma địa, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng. Hết quyển thứ 374.